Đây là anh Đinh Minh Cảnh ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh cho biết, từ khi thành phố hết giãn cách xã hội, ngày nào anh cũng đi hút đinh và lần nào cũng gom được rất nhiều. Gần đây, ngoài đinh hình thoi, đối tượng xấu còn trải các đoạn kim loại được cắt từ dây thắng xe máy, khó phát hiện bằng mắt thường. Nếu như đinh hình thoi có thể nhặt bằng tay hoặc trà hút thủ công, thì đinh từ dây thắng rất khó thu nhặt. Cắn phải sợi dây kim loại này, bánh xe máy sẽ bị xì hơi từ từ. Khi vào tiệm sửa xe để bơm hơi, nạn nhân còn bị các đối tượng dùng đủ chiêu trò để phá xe. Hiện tại, việc rải đinh không còn một chỗ mà rải thưa ra. Cách 5 đến 10 mét thì xuất hiện 2-3 miếng. Cách rải này để làm người hút đinh như anh Cảnh chán nản vì mất nhiều thời gian đi nhặt. Rải đinh, vật sắc nhọn trên đường nhằm chọc thủng vỏ, ruột xe là hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người dân. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, hành vi cố ý rải đinh, vật sắc nhọn trên đường bộ nếu gây ra hậu quả chết người, gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu có tình tiết định khung tăng nặng thì đinh tặc có thể bị xử phạt đến 10 năm tù. Thì diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi. Và anh Thiện biết không, bản thân tôi thì cũng đã từng có một lần là khổ sở khi gặp phải vật sắc nhọn dọc đường làm thủng lốp xe. Cũng may là gọi được đội cứu hộ nhờ hỗ trợ. Còn với trường hợp không thể tìm được cứu hộ thì đành phải vào các tiệm sửa xe ven đường. Nhưng mà thực chất thì đây chính là nơi sửa xe của các đối tượng. Và khi sửa xong thì phải trả phí cao gấp nhiều lần so với giá thị trường. Và vấn đề ở đây là vừa tốn tiền lại vừa phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông. Chỉ có nhiều vụ tai nạn giao thông chết người do nạn rải đinh gây nên. Vâng, nhưng ngược lại, với hành vi gieo rắc nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, vẫn còn nhiều người như anh Cảnh không quản nắng mưa đi gieo mầm thiện cho đời, hướng tới lợi ích cho cộng đồng. Sau khi nhận được phản ánh có đinh tặc lộng hành, thời gian qua, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mật phục tuần tra và yêu cầu các tiệm sửa xe làm cam kết không rải đinh. Thế nhưng vấn nạn này chưa dứt điểm. Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, đoàn xã Tân Quý Tây, chi đoàn trạm cảnh sát giao thông Tân Túc và đoàn công an huyện Bình Chánh phối hợp anh Đinh Minh Cảnh thành lập đội hút đinh hỗ trợ giao thông dọc tuyến quốc lộ 1. Đầu năm nay, đoàn thanh niên cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và người dân ở huyện Bình Chánh tiếp tục ra quân chống nạn rải đinh. Sau quãng đường khoảng 4 cây số, xe hút đinh của đội thu gom được vô số các vật nhọn từ sợi dây thắng xe máy cắt ngắn, cùng hơn 100 miếng đinh có hình thoi sắc nhọn. Được biết, đội sẽ còn duy trì việc hút đinh và hoạt động dày hơn từ nay đến hết Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Người dân sống trong khu vực cũng nhận diện được các tiệm sửa xe của kẻ xấu. Nhiều người tốt bụng, thấy người tham gia giao thông dẫn bộ thì chạy đến hướng dẫn đến tiệm sửa xe an toàn. Vừa qua, Công an huyện Bình Chánh nêu ý tưởng dán số điện thoại của công an tại tất cả các tiệm sửa xe trên tuyến đường. Người dân nào bị tiệm sửa xe rọc vỏ, phá xe thì có thể gọi ngay cho công an vào cuộc. Anh Cảnh chia sẻ, tiếc là những chiếc xe như của anh chỉ hút được đinh chứ không thể hút đi được tư tưởng hám lợi của các đối tượng. Gieo nhân nào gặp quả đó, những kẻ tư lợi bằng cách đánh đổi sự an toàn của người khác rồi sẽ chịu sự trừng trị của pháp luật. Còn anh Cảnh và đoàn tình nguyện hút đinh lại tiếp tục hành trình của mình vì sự an toàn cho tất cả mọi người trên mọi nẻo đường.